Gợi ý suy niệm lời Chúa. Chủ nhật thứ 12 thường niên năm C. Lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca đoạn thứ 9 từ câu 18 đến câu 24. Sống kề cận Chúa Giêsu hàng ngày, nghe lời Ngài giảng, thấy những dấu lạ Ngài làm, các môn đệ vẫn chưa xác định rõ Ngài là ai. Một ngày kia, sau khi đã cầu nguyện riêng, Ngài đặt cho các ông một câu hỏi. Thánh Luca chú ý đến chi tiết này, vì đối với Chúa Giêsu, cầu nguyện trước khi quyết định điều gì quan trọng như một thói quen. Câu hỏi Ngài đặt cho các môn đệ không chỉ là một câu hỏi thăm dò dư luận, nhưng có tầm quan trọng hơn. Dân chúng nói Thầy là ai? Chúa Giêsu thừa biết điều này, nhưng Ngài muốn cho các môn đệ ý thức về những gì liên can đến sứ mệnh của Ngài. Các ông trả lời theo nhận xét của các ông, nhưng Ngài đi xa hơn. Còn anh em nói Thầy là ai? Dân chúng hiểu về Thầy như thế, nhưng anh em có hiểu về Thầy rõ rệt hơn không? Phêrô đại diện cho anh em trả lời, Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Câu trả lời chính xác, nhưng chắc chắn họ không hiểu, hay chỉ hiểu mơ hồ thôi. Dù sao cũng là một tiến bộ khả quan, họ cũng nhìn thấy được phần nào khuôn mặt thiên sai của Ngài. Đối với một người Do Thái, được nuôi dưỡng bằng thánh kinh từ thuở nhỏ, thì từ Đấng Kitô cũng gây một âm vang nào đó trong tâm khảm của họ. Đó là Đấng Cứu Thế mà cha ông họ và cả toàn dân đang mong chờ. Nhưng Đấng Cứu Thế mà họ mong chờ là một vị cứu tinh dân tộc sẽ cứu thoát họ khỏi ách nô lệ của ngoại bang. Thời Chúa Giêsu, người Do Thái đang oai ngợp với ách thống trị tàn bạo của Roma. Ngọn lửa tự do đang sôi sục trong dân, chỉ chờ một ai đó đứng lên là sẽ bùng lên. Chúa Giêsu biết điều đó, và chính vì thế mà Ngài luôn tỏ ra dè dặt, không để dân chúng hiểu lầm về sứ mệnh của Ngài. Chúng ta nhớ khi Chúa quá bánh ra nhiều trong quan địa và cho 5.000 người ăn no, đám dân đã muốn tôn Ngài lên làm vua, Ngài phải lẩn tránh. Những lúc Ngài chữa bệnh, nhiều người đã gọi Ngài với tước hiệu Con Vua David, nhưng Ngài phớt lờ. Khi dân chúng đón rước Ngài vào thành Jerusalem và hoan hô Ngài, hoan hô Đấng nhân danh Chúa mà đến, Ngài chấp nhận, vì lúc đó sứ mệnh cứu thế của Ngài sắp hoàn tất. Đúng theo ý Chúa Cha, Ngài không còn sợ hiểu lầm, và trái lại, Ngài lại muốn cho dân chúng biết điều đó. Nhưng hôm nay cũng còn quá sớm để tỏ hiện sứ mệnh thiêng liêng đó. Ngài chỉ muốn dọn đường cho các môn đệ đi vào con đường khổ nạn của Ngài thôi. Vì thế, sau khi Phêrô tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô của Thiên Chúa, Ngài nghiêm cấm họ không được nói với ai và cho họ biết một cách rõ ràng những gì đang chờ đợi Ngài. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế và các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba trỗi dậy. Không thể rõ ràng hơn, con đường của Ngài không là con đường gấm hoa chiến thắng, mà là đau thương chết chóc. Luca có lẽ đã thu tập lại ở đoạn này những gì Ngài nói ở nơi khác cho mọi người. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, giác thập giá mình mỗi ngày mà theo. Như thế, ai có thể theo Ngài? Lối sống Ngài chủ trương đi ngược lại mọi ước mơ của con người, chỉ đưa đến thất bại thôi. Trong xã hội khi các chính khách muốn chiêu mộ dân chúng, thường hứa hẹn đủ điều, nào là một tương lai tươi sáng, một nền kinh tế phồn thịnh, không ai hứa hẹn một cuộc sống khó nghèo, đau khổ, bỏ mình. Những lời hứa của con người thường mang lại thất vọng, đổ nát, nước mắt và nô lệ. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể giữ lời. Ngài không hứa sự dễ dàng, sung sướng. Ngài đòi buộc đi vào con đường bỏ mình, giác thập giá. Nhiều người không dám lắng nghe. Không ai có thể tin được rằng muốn cứu mạng sống phải liều mất mạng. Nhưng đó mới là sự thật. Con người hôm nay truy tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ở đời chỉ là một bóng ma ẩn hiện mà không ai nắm bắt trong bàn tay.
Chỉ có Thiên Chúa mới thực sự là hạnh phúc, vì Ngài chính là tình yêu. Thánh Phaolô đã tìm được và đã reo lên: Ngài đã yêu tôi và đã liều mạng cho tôi. Giờ đây sống với tôi là Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có con đường mang tên Giêsu mới là con đường hạnh phúc. Con đường đó là bỏ mình, giác thập giá. Chúng ta dám bước theo Ngài không? Tại sao chúng ta sợ? Chúng ta ngại khó chăng? Có lẽ chúng ta không ngại khó, vì ở đời muốn thành công, chúng ta dám thức đêm thức hôm làm việc để mong kiếm tiền. Chúng ta đâu có ngại khó. Theo Chúa chúng ta ngại không phải vì cực khổ, mà vì chúng ta kém tin. Vì thế Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ phải nói lên niềm tin của mình một cách rõ ràng: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Biết Chúa là ai, chúng ta mới tin, và tin chúng ta mới dám dấn thân theo Ngài. Đức tin của nhiều người tín hữu rất mập mờ, vì thế họ chỉ theo Chúa theo truyền thống gia đình hay theo những thói quen có sẵn. Còn Chúa Giêsu chỉ biết sơ sài thôi. Làm sao họ dám theo Chúa sống chết với Ngài? Giáo hội chưa chinh phục được thế giới chỉ vì thiếu những người dám tin. Hôm nay Chúa cũng hỏi chúng ta như đã hỏi các môn đệ: Còn anh em nói thầy là ai? Chúng ta phải trả lời sao? Chúng ta có thể nói như Phêrô: Nhưng theo Chúa trên con đường bỏ mình giác thập giá thì đợi cứu xét lại. Tin và dấn thân không thể tách rời nhau. Tại sao các thánh tử đạo dám liều mạng? Phải chăng là họ đã tin mãnh liệt và Đấng đã yêu thương họ? Chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta dám tin mãnh liệt hơn, trong sáng hơn. Chúa Giêsu biết chúng ta được tạo nên bằng gì. Ngài cũng biết chúng ta đang sống trong một thế giới vô đạo. Tin đòi buộc can đảm. Vì thế Ngài đến với chúng ta, trợ lực chúng ta bằng chính bản thân Ngài, biến thành của ăn cho chúng ta, nuôi sống niềm tin của chúng ta, để chúng ta can đảm tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô của Thiên Chúa, để cuộc sống chúng ta thành một dấn thân mới, để chúng ta biết hạnh phúc đích thực là gì. Linh mục Trầm Phúc.